hôm nay có dịp dẫn Quốc Thanh đi tham quan dự án rất là đẹp tại Nhà Bè, thì Quốc Thanh có cảm nhận như thế nào khi mà mình ghé tới dự án này? Thì Quốc Thanh thì em thấy cái dự án này nó rất là đẹp và cái kiểu dáng của nó xây rất là sang trọng. Đúng rồi, một cái dự án gọi là bất tông ở tại Nhà Bè đó Quốc Thanh. Thì dự án này mang tên là GS Metro City, hay là có cái tên mới là Sang Ghét Nhà Bè, gọi là tổng thức thời đại. Thì tổng quy mô của dự án này là 350 ha. Và hôm nay Quốc Sử và Quốc Thanh sẽ giới thiệu cho quý vị một cái căn nhà rất là đẹp là cảnh sốc hào. Mặt tiền như ủng hộ dự án này không Quốc Thanh? Dạ, đúng rồi. Rồi, bây giờ Quốc Sử và Quốc Thanh cùng di chuyển vào căn nhà này để khám phá căn nhà này nhé. Trước mặt Quốc Thanh là một cái căn shop house diện tích ngang 7, dài 17 và được thiết kế gồm một trệt, ba lầu và sân thượng. Thì Thanh thấy là cái căn nhà này á thì thiết kế theo cái dạng này thì Thanh thấy có thoáng hay không Thanh? À. Ở đây á là một cái dầm thang máy chủ đầu tư đã thiết kế sẵn luôn rồi đó Quốc Thanh. Thì mình sau này mình có thể về là lắp thang máy lên tới tầng trên cùng là tầng thứ 3 đấy. Thì như mọi người nhìn thấy thì ở đây chủ đầu tư thiết kế rất là thoáng, gần như là tất cả các mặt đều có kiến cường lực nè, và cửa chống chống cháy và chống ồn luôn. Và đặc biệt ở đây là cái căn góc hay mặt tiền đó Quốc Thanh, thì ở đây thì chủ đầu tư trồng rất là nhiều loại cây nè, cỏ nữa, dẫn lối ra cái hướng gọi là tiện ích của khu dân cư. Và Quốc Thanh sẽ cùng với mọi người dẫn mọi người đi xem cái phần giếng trời phía sau của Quốc Thanh. Thì cảm nhận của Quốc Thanh khi mà ở cái giếng trời này thì như thế nào? Nó có khác với những giếng trời khác không? Rất là rộng luôn. Ở đây mình có một cái hàng này trong cái kiện. Rồi. Rất đặc biệt không? Ở đây á không phải là những cái giếng trời bình thường mà cái độ chừa thông thoáng này đến hơn 3 mét, và mặt sau của nhà phố chỉ đến 2 mét 5, nên là tổng cái giếng trời phía sau là khá rộng rãi và làm cho những nơi gọi là lưu thông rất là dễ dàng khi có những sự cố xảy ra, như là cháy nổ hay là có những cái trường hợp mà gọi là sự cố xảy ra thì rất là dễ là xử lý phòng của Thanh. Yeah. Và đặc biệt ở đây là cực kỳ thoáng gió. Ở đây thì chủ đầu tư là chú trọng về hình thức thiết kế và thi công tạo một khoảng không và những cái sân vườn, tạo một không gian thoáng mát cho cái căn shop house, phải không? Dự án là một trong những dự án lớn trên thị trường bất động sản đang được nhận rất nhiều sự quan tâm của khách hàng. GS Metro City chính là khu đô thị tầm cỡ tại phía nam Sài Gòn với quy mô rộng lớn lên đến 350 hectare, chú trọng vào chất lượng và kết cấu bền vững, tiện sử dụng, đáp ứng đủ nhu cầu của số đông đại chúng. Đây sẽ là khu đô thị hội tụ các cư dân ưu tú và cộng đồng cư dân văn minh, thân thiện năng động và đảm bảo an ninh tuyệt đối, tạo nên một bức tranh cuộc sống sung túc, đầy đủ, bình yên và hạnh phúc. Hãy cùng chúng tôi tận hưởng sự khởi đầu tuyệt vời của một cuộc sống mới tại GS Metro City. Và bất động sản mà chúng tôi giới thiệu đến quý anh chị ngày hôm nay là bất động sản đang cần bán. Nếu muốn biết thêm thông tin chi tiết, quý anh chị hãy inbox ngay cho chúng tôi, hoặc quý anh chị cần ký gửi sản phẩm, chuyển nhượng lại dự án, hãy gửi thông tin đến chúng tôi ngay nhé. Hẹn gặp lại quý anh chị trong những video lần sau. Chúc anh chị có một ngày mới vui vẻ và bình an.